Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn đến thăm Tháp Đại Giác, một trong những điểm đến thiêng liêng nhất của các đoàn hành hương Phật giáo khắp thế giới và là di sản văn hóa thế giới của UNESCO, vùng đất nơi mà Đức Phật đạt được sự giác ngộ. Hiện tại ở đây đang được triển khai dự án để thắp sáng toàn bộ tháp chiếu sáng bằng hệ thống đèn LED công nghệ cao, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Dự án này có tên gọi Thắp Sáng Tháp Đại Giác, một trong những dự án lớn nhất trong lịch sử Phật giáo. Công trình này được tài trợ bởi quỹ KNC và quỹ Vanna. Hệ thống đèn được thiết kế để chiếu sáng mọi vị trí của Tháp Đại Giác với độ an toàn tuyệt đối và chất lượng cao nhất, đảm bảo chiếu sáng ổn định và lâu dài. Với tổng chi phí vào khoảng 1,4 triệu đô la Mỹ, dự án sẽ tích hợp các đèn tự động với các ưu điểm như bền, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, có thể thay đổi đặc tính theo điều kiện thời tiết, phục vụ chiếu sáng cho các hoạt động Phật giáo tại đây, an toàn, dễ vận hành và bảo dưỡng. Bảo tháp Đại Giác nằm ở Bồ Đề Đạo Tràng là một trong tứ thánh tích của Phật giáo, cũng là nơi đánh dấu sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca. Đây cũng là một trong những ngôi đền bằng gạch cổ nhất tại Ấn Độ. Bảo tháp Đại Giác được xây dựng bởi vua A Dục vào khoảng 250 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhằm để tưởng niệm nơi thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Nổi bật trong khối kiến trúc là ngôi bảo tháp cao 55 mét và được bao bọc xung quanh bởi 4 tháp nhỏ với cấu trúc tương tự tháp nhọn. Phía trên thờ xá lợi của Đức Phật, còn phần phía dưới là chính điện, gọi là tháp Đại Giác. Tường của tháp được xây dựng bằng gạch xanh trộn với vôi để thờ các tượng Phật bằng vàng. Cột, cửa chính và cửa sổ được trang trí với vàng và bạc, trộn lẫn với xà cừ và ngọc quý. Phía đông của bảo tháp là gốc cây Bồ Đề. Đây là cây hậu duệ của cây Bồ Đề đầu tiên mà Đức Phật đã thành đạo. Cây Bồ Đề này được con gái vua A Dục mang về từ Sri Lanka. Dưới gốc cây là một miếng sa thạch được gọi là tòa Kim Cang Vajrasana, đánh dấu nơi Đức Phật đã từng ngồi. Cả khuôn viên của bảo tháp Đại Giác rộng khoảng 4,8 hectare và bao gồm nhiều ngôi chùa cổ cũng như các công trình kiến trúc hiện đại được xây dựng bởi các Phật tử. Bảo tháp Đại Giác đã được công nhận là di sản thế giới bởi UNESCO vào năm 2002.